Rồi, kính chào các bác. Thì trên em đây là cái màn phụ của cái con LG V60. Thì cái màn này nó phải nói là đẹp gần như là mới luôn các bác nhé. Em thấy là nó không hề có cái vết xước nào cả. Tuy nhiên thì em cứ sờ một lượt cái ngoại hình cho các bác xem nhé. Đây. Đây các bác. Thì đây là cái mặt trước này. Đây các bác hoàn toàn có thể thấy này. Không, gần như là không, em chả thấy cái vết xước nào luôn. Đấy, cho các bác yên tâm nhé. Đây mấy cái vết bụi thôi nhé các bác nhé. Đấy, cho các bác yên tâm. Okay. Cái khăn này lau nó vẫn có bụi. Đấy, thì thỉnh thoảng có vết bụi thôi chứ không phải là xước các bác nhé, cho các bác yên tâm. Đó. Ok, cạnh dưới đây. Cạnh dưới đây các bác. Đó, không, em thấy là không có vết xước nào cả. Cái chấu sạc này vẫn còn rất là mới các bác nhé. Và cái này nó cũng có luôn đi kèm cả chấu sạc các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm. Có đi kèm cả chấu sạc luôn. Ok. Cạnh trái đây. Đây các bạn thấy đấy. Không hề có vết xước nào cả luôn. Không có vấn đề gì cả, bản lề vẫn còn chắc chắn bình thường các bác nhé, không hề có vấn đề gì. Đây cạnh trên này, đây cạnh trên thế rất đẹp. Cạnh trên này thì có một cái vết phẩy phẩy nhẹ nhẹ chỗ này thôi này. Đây, chung là nó cũng rất là khó nhìn luôn này. Đấy, phẩy nhẹ chỗ này thôi. Còn đây là cái cạnh phải đây, cạnh phải thì không có vết xước nào cả. Ok. Còn đây là cái mặt sau. Đây, mặt sau thì cũng rất là đẹp các bác nhá. Mặt sau rất là đẹp, cũng chả có vết xước đâu cả. Thì cái mặt sau này nó làm bằng cái chất liệu, nó cái kiểu như kiểu cái chất liệu bằng 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 cao su non ấy, nó kiểu nó hơi hơi nhám nhám mờ mờ thế, cho nên là nó hơi bám bẩn các bác nhá. Đấy, chứ không phải nó bị xước đâu, nó hơi bám bẩn thôi. Đấy, bên nhà các bác chịu khó lau sạch đi là nó cũng sạch thôi. Ok. Còn đây là màn hình bên trong này. Đấy, phải lau kỹ đi cho xem. À. Các bác cứ yên tâm nhé, màn hình bên trong này cũng thế, cũng cũng gần như là không có vết xước nào cả. Đây chỉ có vài vết bụi thôi. Đấy, các bác yên tâm. Đó, các bác yên tâm nhé. Màn hình của con này công nhận là cái màn hình phụ của con V60 nó cũng có vết, quên không phải mà nó cái màn hình, cái tấm nền của nó cũng hơi nhăn nhăn kiểu giống con V60 các bạn, là nó không thẳng đều như kiểu là những đời trước các bạn. Đấy, giống hệt như tấm nền của con V60 luôn. Còn đây mã của nó đây các bác. Đấy, có gì rõ không nhỉ? Đây nhá, mã các bác nhá. Đó. Cũng không có hề có vết xước nào cả cái phần dưới này. Đấy, nói chung là cái màn hình này thì các bác yên tâm nhé. Cái về độ mới của nó thì nó gần như là mới rồi. Cho nên các bác yên tâm. Thì bây giờ em sẽ lắp cái con V60 vào để mà xem nó còn hoạt động không. Đây. Đấy nha các bác. Thì con V60 bên cái màn hình phụ này vẫn hoạt động bình thường các bác nhé. Đó. Và em sẽ test xem nó có bị lưu ảnh không ấy các bác. Đây, tại vì các bác dùng cái này thì có thể là sợ bị lưu ảnh. Thì đây, như em nhìn đây thì hoàn toàn là cái màn hình phụ này nó không hề có lưu ảnh các bác nhé. Đấy, cho các bác yên tâm. Không hề có lưu ảnh, không hề có ám ố gì luôn. Rất là đẹp luôn. Màn hình con này nó còn, em thấy nó còn đẹp hơn màn hình bên con này. Con này bị hơi ám vàng hơn này. Còn con này thì không bị sao. Đấy. Thật cái cảm ơn luôn các bạn. Cho các bác yên tâm. À, ok hết công nhé. Thì con này cảm ứng bình thường. Và đây cái màn hình phụ ở bên ngoài đây cũng hoạt động bình thường các bác nhé. Đây, vẫn hoạt động bình thường các bác nhé.
Đó. Đó, rồi ok các bác thì bảo đảm cho các bác là cái con này nó cái mình phụ này là nó hoạt động bình thường và nó còn đẹp gần như là mới luôn và không hề có một bất kỳ cái lỗi lầm nhỏ nào cả. Đấy, ok. Bác nào cần thì liên lạc em ở số góc màn hình các bác nhé. Chào các bác.